Xin chào mọi người, hôm nay Phú Quang xin giới thiệu một cái dòng len mới nhất của Nikon Z, là len Nikon 600mm F4TC, là bao gồm luôn cả converter 1.4X ha. Thì hôm nay cái này là hàng chính hãng, thì em nghĩ cái này sẽ là cái đầu tiên và duy nhất tại Sài Gòn cho tới thời điểm này ha. Đây là len dòng Z, thì kế bên đây sẽ là một cái len của Canon EF 600 F4 đời 3, cũng là hàng chính hãng luôn. Thì em sẽ làm clip khác ha. Ok, bây giờ đợi em mở cái hộp này nha. Thì vì là những cái len đắt tiền đó nên là hãng họ sẽ làm hai cái lớp hộp ha, để họ để cái len này đây. Đây, hàng chính hãng. Ok, rồi bây giờ bắt đầu mở ra nha. Ok, cái len này rất là gọn nha. Trong một cái túi đeo nè, thì cái túi đeo này nó cũng tương đương như là cái Nikon 800 của cái clip trước mà em đã đập hộp ha, tại Phú Quang. Thì cũng là sẽ có dây đeo nè, cho bắt gắn nè. Ok, rồi cái này là cái túi đeo. Ok, wow, cái này là cái lần đầu tiên mình thấy nè. Cái này là cái tạc nè, cảm ơn đã lựa chọn Nikon, rất đẹp. Ok, còn cái này là hàng chính hãng của Nikon nha, Nikon Việt Nam. Đây, hàng chính hãng. Thì cái len 600mm F4 TC 1.4 này á, thì được thiết kế là chuyên để chụp là thể thao, rồi động vật hoặc là chim muông ha. Ok, đây là cái len, bắt đầu mình mở ra. Vì cái len này á, là nó rất là đắt tiền. Wow, tất cả ha, nguyên thủy nè, nguyên thủy luôn. Ok, wow. Wow. Ok, đây là cái len nha. Nó sẽ built in. Đây. Đây là len 600. Đây, 600 ha. 600 F4 nè. Ok. Rồi, ok. Thì nó sẽ built in bao gồm luôn cả cái converter ở đây. Converter 1.4 thì quy đổi tiêu cự tương đương là sẽ thành là 840 nha. Và ở đây nó có một cái nút gọi là nút dòng len đắt tiền nè, nó có nút gọi là set memory. Có nghĩa là mình sẽ ghi nhớ lại ha, những cái tính năng set trên này. Còn cái này cũng là những cái nút. Wow. Ok. Đây là một cái len. Wow. Ok. Đây là cái len ha. Chi tiết và chân tay rõ ràng nhất. Len Nikon 600mm F4 TC 1.4 chính hãng. Cái này vì là hàng đặc thù nên bên em sẽ nhận đặt hàng ha. Và giá của bên em đang bán hiện tại là 430 triệu. Anh chị có nhu cầu thì vui lòng đặt hàng tại Phú Quang. Em cảm ơn.